Baby bus. Cánh đồng. Hãy đuổi lũ chim để chúng không ăn được các hạt cây trong nào. Hãy đuổi lũ chim để chúng không ăn được các hạt cây trong nào. Quả chín rồi. Wow, ha ha, một mùa màng bội thu. Tôi muốn một cái này. Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn. Tôi muốn mua cái này. Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn. Đã bán hết sạch rồi, hãy đi sản xuất tiếp nào. Chuồng gà. Bạn có thật. Gà mái định đẻ trứng. Gà mái định đẻ trứng. Gà mái định đẻ trứng. Hãy cùng xây một cái tổ nào. Hãy tìm một nơi cho gà đẻ trứng nào. Vừa nghe nhạc, vừa chuẩn bị đẻ trứng. Nếu bấm vào con gà mái thì quả trứng sẽ xuất hiện. Ồ oh yeah, một quả trứng này. Tôi
đến để mua hàng. Trứng gà. Cảm ơn, xin hãy nhận lấy. Tôi đến để mua hàng. Trứng gà. Cảm ơn, xin hãy nhận lấy. Đã bán hết sạch rồi, hãy đi sản xuất tiếp nào. Cánh đồng. Hạt cà tím, hạt cà tím, hạt cà tím, hạt cà tím. Phải bắt hết sâu gióm đi. Phải bắt hết sâu gióm đi. Quả chín rồi. Một thùa màng bội thu. Phải bắt hết sâu gióm đi. Quả chín rồi. Một thùa màng bội thu. Tôi muốn một cái này. Cá tím. Tôi muốn xong rồi, xin cảm ơn. Tôi muốn mua cái này. Cá tím. Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn. Đã bán hết sạch rồi. Nuôi bò sữa.
Bò sữa đang chuẩn bị làm sữa. Hãy tìm một nơi thích hợp nào. Con ruồi trâu đáng ghét, hãy đuổi chúng đi nào. Bắt đầu vắt sữa nào. Sữa và phô mát này. Tôi đến để mua hàng. Phô mát, sữa. Cảm ơn, xin hãy nhận lấy. Tôi đến để mua hàng. Sữa. Cảm ơn, xin hãy nhận lấy. Đã bán hết sạch rồi, hãy đi sản xuất tiếp nào.